Chào mừng các bạn đến với kênh Cơ Điện Tử Channel. Tiếp tục clip hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về quy trình tuần tự song song. Thì trước khi vào cái chủ đề này thì các bạn có thể chép cái bài này và giải. Thì ở các clip tiếp theo mình sẽ hướng dẫn các bạn lập trình cái bài toán này ha, để các bạn có thể chép cái quy trình của nó. Thì bước đầu khi mà lập trình chúng ta nên viết cái quy trình ra để mà dễ dàng kiểm soát được các câu lệnh của chúng ta hơn. Sau khi các bạn lập trình thuần thục thì cái việc viết quy trình hay không là cũng không quan trọng nữa, nhưng mà ở những cái bước đầu chúng ta nên viết cái quy trình để mà cái phương thức lập trình chúng ta nó có bài bản và chính xác hơn. Trước khi nói về tuần tự song song chúng ta nhắc lại một chút về tuần tự nối tiếp ha. Thì các bạn biết là tuần tự nối tiếp thì nó là nối tiếp nhau và nó không được đè lên nhau. Còn cái tuần tự song song thì ví dụ khi chúng ta điều khiển ví dụ các cái khí nén, van khí nén ha, ví dụ chạy qua một đoạn nào đó thì nó sẽ ra hai nhánh, và có một cái ví dụ có một cái máy có 2-3 cái xi lanh thì chạy tới một đoạn nào đó thì cả hai xi lanh nó cùng chạy cùng một lúc đó sẽ là cái dùng cái tuần tự song song, có nghĩa là ở một cái thời điểm nào đó thì nó sẽ chạy cùng nhau á, thì đó là tuần tự song song. Thì người ta định nghĩa quy trình tuần tự song song đó là quá trình nhiều giai đoạn nó xảy ra đồng thời nhau và bắt đầu và chờ đợi nhau kết thúc. Thì kết hợp với các phương thức tác động ta có một quy trình công nghệ hoàn chỉnh ha. Thì ở đây là một cái quy trình tuần tự song song ví dụ nha, đây là chưa phải là tổng quát. Ở clip lần sau mình sẽ nói tổng quát hơn, tổng quát hóa nó lên. Thì các bạn có thể chép lại cái này và sau đó chúng ta sẽ tiến hành lập trình dựa vào cái quy trình này. Chào bạn, bây giờ chúng ta sẽ tiến hành phân tích cái sơ đồ cái quy trình này ha. Khi các bạn nhấn Start, thằng K1 nó chạy đến khi nó gặp cái điều kiện X1 nó sẽ tiến hành ra hai nhánh. Thằng K2 chạy xong gặp điều kiện X2 được chuyển đến thằng K3 chạy xong. Tương tự như vậy thằng K5 nó chạy xong gặp điều kiện X5 nó chuyển qua K6 chạy xong gặp X6 chuyển qua K7. Thì thằng K4 chạy khi đồng thời K3 và K5 nó đã chạy xong rồi. K4 chạy xong đến điều kiện X4 ha. Chúng ta tiến hành lập trình thì thấy cái mắt xích ha, nó tương tự như nối tiếp. Thì cái thằng K1 trước thằng K1 á là có nút Start này, và sau đó sẽ có hai thằng là thằng K2 và thằng K5. Như vậy chúng ta sẽ lấy nút Start này để điều khiển K1 chạy ha, và chúng ta dùng cái K1 này để làm cờ nhớ. Thì điều kiện để ngắt cái thằng K1 này ha là khi cả cái thằng K2 và thằng K5 này đồng thời hoàn thành á, thì khi đó thì thằng K1 mới được phép ngắt. Có nghĩa là khi K2 và K5 được kích lên mức 1 rồi á thì mới được phép ngắt cái thằng K1 này. Thế các bạn thấy ở cái network của thằng K2 này cũng vậy, nó vẫn còn cái thằng K1, và network của thằng K5 này vẫn còn thằng K1. Thằng K1 đứng trước thằng K2 và thằng K5 và nó nằm trong cái mắt xích liên quan với nhau, nên bắt buộc cái một trong hai thằng này được cả hai thằng này được kích rồi á, thì khi đó thì thằng K1 mới được phép ngắt. Thì chúng ta điều khiển cái network 1 này là nút Start nhấn cái, khi đó thì dùng cái thằng K1 này để mà kích để mà làm cờ nhớ, và sau đó thì sẽ đến thằng K2 và K5. Tương tự cái network thứ hai thì nó cũng giống như là ở trình tự nối tiếp này. Thì network 2, network 3, network 5 của thằng K5 á, với network 6, network 7 là nó hoàn toàn giống nhau ha. Chúng ta trước cái thằng K2 này là có thằng K1, như vậy chúng ta bỏ đây K1 với điều kiện X1. Sau thằng K2 này đến thằng K3, như vậy đây sẽ là thằng K3. Chúng ta dùng cái thằng cờ nhớ K2 để mà làm cái cờ nhớ. Tương tự như vậy đến K2 xong thì đến K3 ha. K3 thì trước cái thằng K3 là có thằng K2. Ok, như vậy đây là K2. Và chúng ta dùng đây là K2 và với điều kiện X2, nó tương tự như quy trình nối tiếp. Sau thằng K3 là có thằng K4 ha. Đây K4. Ok. Tương tự như vậy đến thằng K5 thì trước thằng K5 là có thằng K1, như vậy đây là K1S1. Chúng ta dùng cái thằng K5 này để mà làm cờ nhớ luôn. Ok. Sau thằng K5 là có thằng K6, như vậy đây là K6. Tương tự như vậy đến cái thằng K6 ha. Thì trước thằng K6 là có thằng K5 đây, bạn thấy ha. Như vậy chúng ta đây là K5 với lại X5. Chúng ta dùng cái chính thằng K5 này để làm cờ nhớ. Và sau thằng K6 này là đến thằng K7 ha. Như vậy đây K7. Tương tự như vậy là đến cái thằng K7 thì trước thằng K7 là có thằng K6 đây. Như vậy đây là K6X6. Chúng ta dùng chính thằng K7 để mà làm cờ nhớ. Sau thằng K7 là có thằng K4, như vậy đây là K4. Và cái nét guộc cuối cùng là của thằng K4 thì nó hơi khác chút. Tại vì cái thằng K4 nó bắt buộc là khi nào K3 với lại, các bạn thấy ha, ở đây khi nào K3 với lại K7 nó chạy hoàn thành rồi thì K4 mới được phép chạy. Có nghĩa là do hai thằng này chạy trước này, chúng ta dùng cái thằng K3 với thằng K7 để cấp cho thằng K4. Đây, K3 X3, K7 X7. Dùng này làm điều kiện cấp cho thằng K4 ha. Và sau thằng K4 là có thằng X4. Như vậy mình đã giới thiệu sơ lược về cái quy trình song song ha. Trình tự song song thì ở clip lần sau mình sẽ nói rõ hơn về thằng này. Ở clip này mình chỉ tóm tắt vậy thôi. Chúc các bạn tốt.